Xin chào tất cả các bạn nha, video đang giới thiệu cho tất cả các bạn tham gia một chương trình hay góp nhận 10 đô tốc căn có kèm loại THRX nha bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video và mở link form ra các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn vào đây các bạn visit website, là nghĩa là các bạn xem qua website nha các bạn. Các bạn nhấp vào các bạn xem qua cứ 30 giây rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join kênh group nè. Rồi các bạn xôn xào kênh gấp, nó có hiện một cái captcha nha các bạn. Anh 603/9, các bạn điền số 9 của mình vào nha các bạn. Để mới được cho anh vào nhóm gấp nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Rồi tiếp tục các bạn nhấp vào đây, các bạn follow kênh Zalo của nó nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter Tweet tăng 3 người bạn của mình vào nha các bạn. Quan nhâm nhập tờ Twitter. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn chỉ việc like và tờ quyết bị viết ra game nè các bạn. Dẫn tăng 3 người bạn vào nè các bạn. Rồi các bạn tờ quyết là 3 người bạn nha các bạn. Sau khi tờ quyết xong thì các bạn bắt up vô đây nè. Tiếp tục thì các bạn follow minimum, hiện tại trang minimum của nó bị khóa rồi các bạn. Các bạn nhiệm vụ này các bạn có thể bỏ qua nha các bạn. Rồi mã giới thiệu thì các bạn đi nguyên. Rồi các bạn điền thông tin thôi. Bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn. Vô anh group, tiếp tục thì các bạn điền lữ xin em Telegram của các bạn là xôn xào kênh nhóm group nè. Tiếp tục bạn điền xin em trên Telegram, bạn follow bên seller nữa nè. Tiếp tục bạn điền xin em tại Twitter của tất cả bạn nè các bạn. Các bạn vào trang cá nhân tại Twitter của tất cả bạn sẽ thấy xin em tại Twitter các bạn. Cảm ơn mô của bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lên của điện kiwi sang 3 người bạn này. Thì các bạn mở tờ Twitter mình ra lại này. Các bạn nhấp vào ba gạch bên cùng nha các bạn. Nhấp vào hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ lại cái bài viết của nó nè các bạn. Bài tờ quýt nè các bạn. Rồi tiếp tục bạn sao chép liên kết. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Bạn bắt vào đây nè. Còn nhiệm vụ medium này các bạn bỏ qua nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình ra nè. Hiện tại trang minimum là cái trang mạng truyền thông soi truyền tài liệu thôi cũng phá nè các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain mình nè. Rồi các bạn bắt cho cái link form mình nè. Các bạn phát IP của follow cũng không được đâu, vì tài khoản nó bị đình chỉ, bị khóa các bạn. Rồi thì các bạn mình muốn gỡ nó xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận 10 đô tốc cần hiệu THRX đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.